là đầu tiên thì cũng em cũng thay mặt không phải đâu. Cảm ơn tất cả các anh chị em ở trong trà viên đã đến chung vui. Phải nói là đây là lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật mà thấy anh chị em đến đông đủ, rất là vui và xúc động. Bé Lan khóc rồi kìa, các bạn thấy đông đủ quá, bé Lan khóc rồi kìa. Giờ khai đau quá mà bé Lan. Giờ khai đau. Tên giờ mời các anh chị em mình cùng cầm đũa. Rồi, rồi khai đau. Rồi khai đau nha các bạn.